là trong trận chung kết vừa rồi mà cái việc chọn Lee Sin của bạn với Ai Chi là hai người đã hẹn trước hay là hai bạn chỉ trong cái giai đoạn chọn là nghĩ ra là sẽ chọn Lee Sin? Là tụi mình đã có thỏa thuận trước với nhau rồi, là tại vì muốn ra trận đấu là cho những cái cặp tướng nó sẽ là hút khán giả hơn thì mình đã chọn Lee Sin. Lý do vì sao là Lee Sin chứ không phải là ước tính từ nó khác thì Lee Sin thì mình chơi hay hơn được. Vậy tại sao Ai Chi không đề xuất chơi Ezreal tứ giả thủ? Ezreal thì nói chung là mình chơi hay hơn, là mình thích chơi sân khách. Lee Sin tướng tủ. So bạn là tiền đủ được nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất của người bộ ở giải đấu lần này, nhưng mà bạn có thấy tiếc nuối không? Có máy tính à? Thường mình thấy bạn hay lựa chọn những vị tướng có lối chơi hổ báo hơn ở dạng đầu, nhưng mà trong trận đấu ấy thì bạn lại chọn Orellana. Có thể chia sẻ một chút với nhau là bạn lại chọn vị tướng không? Thì Orellana phù hợp với lối chơi của bé một, nhưng mà hầu như chỉ là sẽ không biết nói sao. Anh Violet trong trận đấu với Queen TV thì anh đã có một cái bĩu môi rất nổi tiếng, bây giờ phải nói là rất nổi tiếng trên mạng. Thì bây giờ thì anh có thể chia sẻ mọi người cái trong khoảng khắc anh bĩu môi như thế anh nghĩ gì không? Anh diễn lại thì càng tốt ạ. Ra lúc đấy là không phải mình bĩu môi, mà mình bị khô môi. Lúc đấy giống như là lúc mình khụt khịt, mình hay là chứ là hoàn toàn không có suy đoán gì hay là nhận xét gì về đối phương hoặc là phát điều nào đó. Tưởng thế nào? Xin lỗi Sọc, là có một câu hỏi dành cho Sọc là gần đây thì có một số thông tin thì nói là em sẽ thi đấu cho một đội Đài Loan, thì cái thực sự là có đội Đài Loan nào đã đặt vấn đề về Sọc chưa? Và nếu mà có thể tiết lộ thì đấy là đội nào, có phải là YB Flashbook, cái đội đang đứng đầu của MS hay không? Và cái khả năng mà Sọc có thể ra nước ngoài du đấu thì là bao nhiêu phần trăm? Thì về việc mình vào du Trung Quốc thì là đúng. Còn phần trăm mình chắc chắn sẽ vào đấy là tầm 80%, thì còn nhiều việc phải hợp đồng với các trường. Thì nếu như mà Sọc đánh cho, cảm ơn, thế nếu mà Sọc đánh cho Flashwood thì Sọc phải đánh ở vị trí nào? Đi rừng thay cho Kasa, hay là chính thức, hay là một vị trí dự bị cho Kasa, vì Kasa đang là một tiêm thủ đang đứng đầu ở bên Đài Loan. Rồi, cô ấy đánh trên team các kiểu, xong rồi được quyết định là đo người nào. Và sang đấy thì ở bên Đài Loan thì theo anh biết thì là họ không sử dụng tiếng Anh nhiều lắm, và họ sử dụng thường ở bên Trung Quốc. Thì nếu như mà Sọc đánh cho Flashwood thì không biết là cái vấn đề về ngôn ngữ sẽ như thế nào? Chắc thì bình bình một cao thủ không cần phải nói nhiều. Và ngoài ra một câu hỏi cuối cũng là về cái vấn đề đi Đài Loan, thì có một cái bộ phận anh của công ty nào giúp cho Sọc trong cái vấn đề mà sang Đài Loan thi đấu không, hay là hoàn toàn là cho bên Flashwood họ đề nghị và họ sẽ bảo trợ hoàn toàn cho Sọc sang Đài Loan? Flashwood bảo trợ hoàn toàn. Cảm ơn. Mình có một câu hỏi vui dành cho A Chi với Quách Thành Vũ. Thế thì bây giờ cái trận cuối ấy, thì rõ ràng A Chi là chấp kèo rồi, thế thì phần thưởng bây giờ hai anh em chia nhau thế nào? Đó là bây giờ điện thoại sẽ dành cho A Chi, còn tiền thì Quách Thành Vũ cầm hết, còn một người vật chất, một người có tiền thì cũng được, cũng vui rồi. Xin đặt một câu hỏi cho Juni, thì ở trong cái mùa JBL tới thì Boba Marin của Juni sẽ có suất tham dự JBL. Và trước đây thì phía Boba Marin trước khi mà mùa giải 2015 thì Boba Marin có nói là sẽ cố gắng đưa Boba Marin lên vô địch của JBL. Thì hiện tại các bạn đã có suất của JBL mùa hè rồi, thì các bạn có kế hoạch gì? Và thực ra các bạn hôm nay các bạn đến xem cái chung kết JBL mùa xuân này, các bạn có cảm nghĩ gì và định hướng các bạn trong
Thì trước hết thì đội Wolverine thì để có được một suất của JBL này thì cũng rất là vất vả, tại vì có rất là nhiều gọi là thứ xảy ra và cái meta hiện tại thì cũng thay đổi rất là nhiều, nên bọn mình phải cố gắng rất nhiều để có thể gọi là đạt được một suất JBL. Nên nói trước về cái việc có thể đưa team đến được chức vô địch hay không thì nó lại là một cái vấn đề khác nữa, mà bọn mình chỉ biết là sẽ cố gắng hết sức và sẽ tập luyện thêm và thay đổi những cái điểm yếu của mình, khắc phục những điểm yếu để có thể được trở thành là một trong những ứng cử viên của JBL mùa sau. Còn về vòng chung kết JBL hiện tại thì nếu mọi người theo dõi từ hôm qua tới giờ thì có thể thấy được là Bangkok Titan họ đang là một đối thủ quá mạnh, có thể nói là trên cơ một phần so với lại Sài Gòn Fortify, và mình thì nghĩ là chiến thắng có thể sẽ thuộc về họ ở trong trận chung kết sẽ ra vào chiều nay. Nhưng mình hy vọng là đội tuyển SFI sẽ có được những cái chiến thuật thích hợp để có thể khắc chế lại cái đội hình của Bangkok Titan, chứ nếu như họ để cho Bangkok Titan sử dụng cái chiến thuật của mình trôi chảy như cái cách họ hủy diệt EGL, IGL thì SFI cũng sẽ gặp rất là nhiều nguy hiểm. Nếu như theo đánh giá khách quan của Juni thì cái cặp đối đầu chung kết sẽ diễn ra trong bao nhiêu vòng? Có thể là 4 ván và 3-1 như vừa cho Bangkok Titan. À, mình muốn đặt câu hỏi cho ba bạn. Chỗ này thì đặt câu hỏi cho Violet. Và vừa rồi thì Chris mới nhận được tài trợ của đội Diabai là một cái cơ rất lớn, nhưng mà tuy nhiên theo thông tin mà Sọc vừa cung cấp thì Sọc sẽ rời Chris để thi đấu cho Violet Flashwood. Thì không biết là Chris đã có định hướng gì, bởi vì Chris cũng sẽ có suất ở trong CPL mùa tới. Thì không biết là Chris đã có định hướng gì về việc bổ sung chưa? Thì anh là leader của team. Hiện tại thì sau khi mà Sọc rời Chris thì nó cũng tổn thất về đáng kể về team, nhưng mà sắp tới thì cũng có mấy nguyên thủ trẻ tuổi đang chuẩn bị cho Chris, ví dụ như là Fury và Dẹp đủ tuổi, thì cái này bọn mình có thể khắc phục được cái điểm hồng. Tiếp tục câu hỏi nãy với ba thành viên của đội tuyển Mobile Marine, thì mình được biết là huấn luyện viên trước đây của các bạn là anh Dương Nguyễn Duy Thanh, hiện tại là đã rời đội và chuyển sang làm huấn luyện viên Asufet. Thì các bạn nghĩ rằng là cái việc này có lại làm ảnh hưởng đến sức mạnh của Mobile Marine trong thời gian tới không, khi mà các bạn có cơ hội được tham gia DPL 2021 này? Mình nghĩ thì ảnh hưởng rất là nhiều, tại vì TD, anh Thanh là người luôn đốc thúc bạn không ngừng cố gắng, nên việc anh ta bỏ đi cũng là một điều mất mát đối với team. Nên nhưng team của tụi em không vì thế mà phải lơ là tập luyện, nên mọi người sẽ cố gắng trong những mùa sau. Con anh chị nào muốn gửi câu hỏi cho các tuyển thủ không? Mình muốn hỏi bạn Quách Vũ là liệu bạn có thấy là khi mà bạn vô địch cái giải solo mid này thì bạn có nghĩ là chiến thắng trong một cái trận đấu solo mid này có đánh giá cũng như thể hiện hết khả năng của một game thủ không? Mình nghĩ thế, nếu như là không phải là hai con đội thi đấu với nhau thì nhiên mình là chi thì có thể đó là sẽ là đánh giá hết toàn khả năng về cái là một cái độ quái, thứ nhất là cái độ quái của bạn, thứ hai là kỹ năng của bạn và cái độ bình tĩnh của bạn, ba cái đó là mình thấy là cái yếu tố cần thiết để bạn làm một cái chiến thắng của một cái trận solo này. Nhưng mà các bạn đây là cả 6 tuyển thủ, là các bạn có thường xuyên chơi solo với các người chơi khác ở những khi rảnh rỗi, những khi không tập luyện không? Tức là khi bình thường lúc không tập luyện thì các bạn có chơi solo một với đồng đội hay là với các tuyển thủ các đội tuyển khác? Chắc thì cái solo này nó không mang nhiều cái gọi là ý nghĩa cho lắm, cho gọi là ảnh hưởng trực tiếp cho đến việc luyện tập, tại vì khi đánh một
trận đấu mà năm đấu thì nó có rất là nhiều cái yếu tố khách quan xảy ra, dẫn đến cái việc solo của hai người ở đường giữa chẳng hạn nó không được theo như ý muốn, và cái việc solo mà không có sự can thiệp của đồng đội, của rừng đối phương hay gì đó thì nó hoàn toàn là một vấn đề khác. Nên thực tế mình nghĩ thì tất cả bọn mình khi mà không luyện tập với đồng đội thì cũng chỉ có thể là xem các giải đấu hoặc là đánh xếp hạng đơn thôi, chứ ít khi nào mà solo 1-1 như thế này. Chắc hỏi anh PTP một câu, là người vô địch trong giải đấu vừa rồi, một giải đấu mà solo mà có cái phần trăm mà của người dự đoán ấy là khá là nhiều. Bên cạnh đó thì cũng có một số các game thủ nổi tiếng như là Optimus hay một số các game thủ khác cũng bận thi đấu JBL nên không thể tham gia được. Thì có cái danh hiệu là người solo hay nhất Việt Nam 2015 thì anh có tự tin để nhận cái danh hiệu này không? Thì đó là thì mình sẽ cố gắng mình giữ danh hiệu, nhưng mà qua cái đợt solo thì mình cũng cảm thấy được chút là già khách mời nổi rồi. Tại sao khi solo mình không thấy bạn biết Kalista, lý do của bạn là gì? Kalista khá là khỏe nếu mà kèo trên rồi mình biết đánh nó như thế nào và có thể dễ dàng hạ gục đối phương, đó là kèo trên. Vậy đối với Sọc thì Kalista thì sẽ kéo trên được với những thể những vị tướng thuộc dạng nào? Pháp sư, tướng có sự kỹ năng định hướng và tướng đỡ đòn đúng không? Tức là bạn có thể tận dụng được cái sự cơ động của Kalista để né chiêu thức định hướng. Vậy trong trận solo với AJ thì bạn đánh giá bạn score như thế nào? Mình thua thì Achi biết kèo trên và biết Fortune không có skin định hướng thì mình không thể, thì chắc chắn là Kalista sẽ kèo thua rồi, nên mình khá kiểu tin thường đối phương, nên mình đã mua kiếm đô đan, mình nên mua giáp để mình bảo là hơn. Về cái chung kết chiều nay, mỗi là mình xin hỏi từng bạn một là suy nghĩ của mỗi người về trận chung kết chiều nay thì ai sẽ được chiến thắng và chiến thắng với tỷ số bao nhiêu, và xin người một bây giờ của mình xét mình đầu tiên là sau đây mình nghĩ em phải thành thắng với tỷ số 3-2. Giờ đây mình nghĩ sẽ thành chiến thắng 3-2, nhưng mà mình mong đội Việt Nam sẽ mình nghĩ là đấy là 3-2 chắc là 3-1 đội Việt Nam thôi, 3-0 đội Việt Nam. Và cuối cùng ấy là 3-1 đội Việt Nam. Một câu hỏi nữa dành cho người vô địch của giải là PTV. Bạn có thể chia sẻ cho người mộ một chút kinh nghiệm về cái việc thi đấu kèo solo không? Giả sử thì bởi vì cái kèo solo này có thể nó còn không hỗ trợ bạn tăng cái khả năng của đánh đội, nhưng mà nó là một cái điều giải trí. Ví dụ khi đánh solo chẳng hạn thì bạn có thể chia sẻ về cái kinh nghiệm như là nên pick tướng nào hay là nên thi đấu ra sao cho mọi người, cho đồng chí người mộ. Nên bất kỳ tướng nào là thì cái đó thì phải do mọi người tự trải nghiệm và tự tìm hiểu, chứ mình không thể nào tư vấn được, thì mỗi người có một cách nhìn riêng. Còn cái kinh nghiệm đó làm sao là bạn chiến thắng một kèo solo ra thì cứ bỏ tiền ra nhiều game, càng phun nước nhiều thì sẽ càng lên tay. Thế là đánh đổi nhiều cứ là bún nước với nhau hoài vậy, cứ là khát nước thì phải có tính ăn thua thì mình sẽ nâng cao được. Phải có một gì đặc biệt thì Nam Esports có thể quy tụ các cái game thủ nổi tiếng lại để chúng ta có thể gặp gỡ, để giao lưu, thì chúng ta có thể hỏi câu hỏi thoải mái, nó không có năng ngoài chuyên môn cũng được, để mọi người phong phú thêm về nội dung bài viết. Anh PDV, em biết được rằng là bạn gái của anh rất là xinh. ngoài khoảng thời gian mà anh luyện tập này, xong rồi stream này, thì anh có bạn gái của anh có cằn nhằn gì với việc anh hơi mất thời gian về game mà không dành thời gian cho mình hay không? Thì cái này là một người
con gái bất kỳ đối với người cha thì người ta cũng luôn phải cằn nhằn suốt ngày và muốn người đàn ông của mình phải quan tâm mình nhiều hơn tất cả mọi thời gian, thì cái này mình cũng đã có giải thích cho bạn gái của mình là đây là công việc, thì xong hết công việc thì khi nào có tiền rảnh thì hai bên sẽ nói chuyện với nhau, thì bên bạn gái mình cũng đồng ý về chuyện đó và thông cảm, cũng đều là mình có giải thích được hay không. Đấy, anh bác sau này giả sử mà anh có con trai một hai đứa con trai thì sao, anh có chủ hướng nó để thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp hay không? Mình sẽ có hướng cho thế hệ sau này của mình theo thể thao, nhưng mà không biết là môn gì chưa chắc đã là thể thao điện tử. Nhưng mà nếu mà nó ưa thích thể thao điện tử thì anh ủng hộ không? Mình sẽ bảo không nên. À, một câu hỏi riêng cho anh Tích Quân rồi. Anh là một đồng nghiên thủ khá lớn tuổi và cái dự định cá nhân của anh sẽ tiếp tục thi đấu thêm khoảng bao nhiêu năm nữa, và đấy theo cái suy nghĩ của ba của anh thôi, chứ thực tế nào thì cũng chưa biết được. Vậy các bạn cho mình hỏi là từng bạn trả lời là các bạn cảm thấy như thế nào về cái sự nghiệp game thủ tại Việt Nam, game thủ chuyên nghiệp ấy? Cái nghề nghiệp game thủ ở Việt Nam thì nó khá là mới mẻ, với cả nó cũng có những cái khó khăn nhất định, bởi vì mới đây thôi nền esports Việt Nam mới có thể phát triển mạnh mẽ được như bây giờ, cho nên là để trở thành game thủ chuyên nghiệp thì cũng vượt mất rất là nhiều chuyện và khó khăn. Bạn có nghĩ gì về cái câu hỏi về cái nghề nghiệp của game thủ chuyên nghiệp ở Việt Nam, thì bạn có suy nghĩ gì không? Thực tế thì hiện tại mình là thể thao điện tử thì hiện tại đang bắt đầu phát triển rất là mạnh ở Việt Nam. Nhưng mà đối với thể thao điện tử chuyên nghiệp thì nói chính xác hơn là những người đang là vận động viên chuyên nghiệp đấu thể thao điện tử thì hiện tại nó còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc gọi là thu nhập hàng tháng của mọi người. Tại vì rất là ít có những nhà tài trợ nào đó có thể cung cấp đầy đủ những cái điều kiện để cho họ có thể phát triển, để tập trung vào cái chuyên môn của mình, và khi có thì lại mình có thể nói là như là cái thu nhập mà các game thủ có được nó thực sự chưa xứng đáng với những công sức của họ bỏ ra, và mình chỉ hy vọng là trong tương lai sắp tới thì sẽ có nhiều nhà tài trợ và nhiều nhà đầu tư hơn tập trung vào phát triển của thể thao điện tử, thì khi đó những vận động viên của mình mới có thể có cơ hội để phát triển và coi nó như một cái nghề chính thức của mình. Về câu hỏi này thì Achi và PTV có dự kiến gì không? Thì vấn đề tài chính thì như Yuni đã nói rồi, còn mình sẽ nói về cái vấn đề khó khăn về mặt hỗ trợ tinh thần. Thì cái lứa tuổi của mình là lứa tuổi 8X, thì lúc đó mà theo con đường tổ chức nghiệp thì hơi bị khó, phải tiếp tục về bên gia đình mà họ đi. Là cũng như những người bình thường thôi, vẫn đi làm được kiếm tiền, họ không biết cái nghề, là chỉ biết là con mình đi chơi điện tử, đi cứ ra quán game bỏ học vậy này. Thì bây giờ thì cái lứa chính hình rất là sướng vì đi bọn bắt đầu phát triển, họ bắt đầu tổ chức những giải đấu và quy mô, chẳng hạn như bây giờ tổ chức trong cái hội nghị vậy, thì đã đánh vào giới truyền thông và những bậc phụ huynh bắt đầu nhìn vào và thấy con em mình có thể theo được con đường này. Có thể như gì đó nổi tiếng hay gì đó thì chắc là dễ hơn, mình nghĩ đi bầu Việt Nam sẽ phát triển. Còn Achi nói hả? Rất cảm ơn 6 bạn tuyển thủ đã tham gia.